tính là chim này chắc có ai nuôi sảy á, dạng á. Dạ, nó hót luôn nè. Mình đang đi tập lụp cho chim bảy màu, năm màu nha anh em. Anh em ra ngoài mấy cái hàng rào, mấy chỗ bông bông nha. Chim lúc nó không mặt nó có nè, tập lụp. Cho lên thì thấy cũng kêu vậy nè, nhưng mà em có bỏ nha, sao không thấy, không thấy về. Để mình đi xuống chỗ khác đây. Cái này tua kêu nãy giờ 15 phút mà không có mỗi nữa rồi. Nghe tiếng bổi anh em, mình nghe tiếng bổi về anh em, mà để coi sao nó không thấy xuống đâu. Bổi đâu về đâu, trên cây cây nè, ngồi nghe làm quá trời luôn. Xì bông mai luôn em ơi. Cái mình thấy gì mình xì bông mai luôn em, đẹp thiệt. Chim này mình mua có anh em nó cũng nuôi tháng mấy anh em, kêu kêu mình đem mua về mình tập lập thử mình chơi anh em. Bữa nay nó xì bông mai luôn em, xì bông mai vàng chặt luôn. Mình dơm xa quá không thấy được anh em ơi, em thấy bông mai vàng không, xì vàng chặt luôn, quá đẹp anh em ơi. Nếu mình dôm xa quá nó bể hay mà hình em bị bể hình nó không có đẹp, quá đẹp anh em ơi. Xì cái bông mai hai bên ra vàng kè luôn, kêu quá kêu, kêu quá kêu luôn mà sao không thấy bỏ về đó. Hy vọng là có con chim bỏ hay hay đi mình chơi đi, nghe tiếng lớn quá không biết mồi kêu hay là con bỏ trên đầu mình kêu cơ, nhưng bỏ kêu cái gì á. Đó, đó, con mồi làm quá là dữ rồi, xì không ai nè. Đó, giờ tới anh em ơi. Tới anh em ơi, tới anh em ơi. Như con chuyền, chuyền hai máy ra. Ủa, con mồi làm dữ quá. Con mồi dữ quá. Mình lo mình coi chim, mình không có coi cái màn hình luôn, màn hình đi tìm bậy luôn. Giờ tới anh em ơi. Hình như máy, máy này em ơi, máy chứ không phải chuyền anh em ơi. Con cắm cái cây nó kêu quá là kêu rồi. Con máy nó về trước. Mồi, con mồi này mót thật dữ rồi. Con mồi quá múa rồi. Xì bông mai vàng hai bên là đẹp quá nè em ơi. Đó đó, ơi. Con máy nhảy cái cầu luôn mà không nhảy, không lập anh em ơi. Lập này mình lập đầy quá. Cầu ô con mồi múa. Cái rồi luôn rồi. Lập sụp luôn rồi.